Việc chế biến bột lòng chỉ được bắt đầu khi các thiết bị và dụng cụ sạch sẽ, các nguyên liệu đầy đủ với hàm lượng như sau: 125g bột mì, 200ml sữa, 1 quả trứng, 3g muối, 10ml dầu ăn, 30g bơ. Cho bột mì đã được dây, muối và cả quả trứng đã đập vào trong âu trộn, dùng phới trộn nhẹ nhàng. Tất cả các nguyên liệu phải được trộn đều với nhau cho đến khi hỗn hợp trở nên mịn. Bột lòng có thể ngọt hoặc có vị mặn tùy theo cho thêm đường hay muối. Trong trường hợp cần thiết, có thể cho cả hai nguyên liệu này. Nhiều loại hương liệu khác như thảo mộc, các loại gia vị, hoa quả và rau có thể được cho thêm vào hỗn hợp để tăng thêm hương vị. Đổ nhẹ nhàng dầu ăn và sữa vào trong hỗn hợp trên, liên tục khuấy đều để kết hợp nhuần nhuyễn các nguyên liệu cho đến khi hỗn hợp trở nên mềm và mịn. Tiếp theo, cho bơ chảy vào hỗn hợp và dùng phới đánh nhẹ. Dùng phới đánh mạnh hỗn hợp trên cho đến khi bông lên và đặc sánh. Không nên đánh quá tay bởi độ sánh của bột lòng có thể đạt mức độ rất đặc và dính chặt vào thìa, hoặc có thể rất lỏng giống như kem đơn. Nếu như bột lòng được đánh quá tay có thể làm cho gluten trong bột mì bị dai. Loại bột này cần được bảo quản ở nhiệt độ 18 độ C và sẵn sàng khi cần dùng. Hy vọng quý vị đã nắm vững tất cả những phương pháp chế biến bánh Âu cơ bản mà chúng tôi vừa giới thiệu. Sau đây là công thức một